Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với cả con game đó chính là Sun Win. Thì hôm nay đây mình sẽ lại lên chơi với cả anh em và mọi người trên game Sun Win với cái trò chơi đó chính là tài xỉu 3D. Như mình đã chia sẻ cho anh em và mọi người cũng như là trên những buổi live stream rồi. Thì các bạn nào mà muốn tải game này thì chúng ta có thể lên Google để gõ Sun Win 943.win hoặc anh em có thể nhấn nút tải game ở phần mô tả của video. Nếu như không tải được thì anh em và mọi người hãy lên trên Google để gõ là sunwin 943.win nha. Ở dưới phần mô tả của video thì cũng có một số cái game mà mình đã để cho anh em và mọi người húp này, mình đã để cho anh em và mọi người cái để anh em và mọi người mình đã để cho anh em và mọi người cái link để anh em và mọi người có thể tải tải game, và cũng có cái để chúng ta nhận khuyến mãi hoàn trả nha anh em nhé. Thì tôi đang có chương trình là hoàn trả lại cho anh em và mọi người 50k khi chúng ta giao lưu chơi game này. Những con game ở phần mô tả của video nha các bạn nha. Hôm qua thì cũng có lên live ở trên fanpage rồi live ở trên YouTube thì cũng đều ok cho nhà và mọi người rồi. Mấy bạn theo thì cũng ok rồi. Hy vọng là tối hôm nay thì mình cũng vẫn sẽ lên live thì cũng vẫn sẽ mang lại cái điều may mắn cho anh em. Cầu vẫn đang khá là khuôn khi mà cứ 2-1 thôi các bạn. 2-1 thì chúng ta cứ đi xỉu thôi. Đúng không? Hy vọng là sẽ đi đúng cái cầu 21. Chuẩn mẹ luôn cái cầu 21 rồi. Có những cái lúc theo cái cầu 21 mà nó đéo 21 cho. May lần này theo thì nó lại đúng đi 21 các bạn. Khó nhỉ. Ok, tên này mình sẽ đánh xỉu 10 luôn các bạn. Hy vọng là sẽ húp cái cầu này nhé. Anh em nào mà yêu quý mình thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh. Nhớ bật chuông thông báo nha các bạn nha.
Đúng xỉu luôn, tôi tính quả 10 mà nó không ra 10 nha. Tính xỉu 10 mà nó lại không đi con 10. Ảo ma Nazara thật. Chắc ván này nó mới lên con 10 đây. Ăn thông được cái cầu này thì cũng ok. Vãi cứt. Cầu 1-1 luôn đi. Còn ba mày. Thôi, đéo chơi nữa nha. Mất cầu à. Mình sẽ dừng cái video tại đây thôi. Cảm ơn anh em và mọi người nha. Các bạn nhớ tải game đúng đường, link tải ở phần mô tả của video để nhận những cái khuyến mãi đến từ mình nha.